Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19, điều trị ở bệnh viện trợ giấy. Theo xác nhận từ quản lý, ca sĩ Phi Nhung bị mắc Covid-19. Tình trạng sức khỏe đang trở nặng nên đã được chuyển đến bệnh viện trợ giấy vào tối ngày 26 tháng 8. Phía quản lý ca sĩ Phi Nhung cho hay, nữ ca sĩ đã mắc Covid-19 được nhập viện Gia An 115 để điều trị từ ngày 19 tháng 8. Trong thời gian điều trị tại đây, nữ ca sĩ phải thở máy vì tình trạng trở nặng. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe không được cải thiện nên Phi Nhung đã được chuyển viện đến bệnh viện trợ giấy tối ngày 26 tháng 8. Trên trang cá nhân, chị Diễm Phạm, quản lý ca sĩ Phi Nhung gửi lời cảm ơn sự quan tâm của khán giả, truyền thông đã quan tâm đến sức khỏe của nữ ca sĩ. Công việc còn nhiều bộn bề và cũng không có nhiều thời gian để trả lời hết những tin nhắn hỏi thăm của mỗi người. Phi Nhung hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất mong mọi người cùng cầu nguyện cho phi nhung vượt qua thời gian khó khăn này chị diễm phạm chia sẻ thêm được biết ca sĩ phi nhung dự định trở về mỹ từ giữa tháng 7 vì có nhiều sâu diễn đã khởi động trở lại tại mỹ và để thăm con gái tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh tại việt nam căng thẳng nữ ca sĩ quyết định ở lại việt nam thời gian này phi nhung cũng tích cực hoạt động từ thiện cô thường xuyên tham gia cùng bếp ăn bếp thương sài gòn nấu ăn cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và người nghèo băng châu